không ạ. Cái nọ máy chắc là máy không sao thì em chỉ làm đồ này luôn à. Để nó gần mình luôn, mình đấy thì mình quản lý. Nhưng con chó ấy lúc nhẽ ít thì nó sử dụng hết thì nó không tắt, không khóa màu thì mình ở đấy mình bà con mình người lớn thì khóa màu ngủ thì mình có thể mình giúp luôn đấy, làm sử dụng điện long một chút. Tức là làm gần nhà thì mình là làm khoảng làm xa quá thì bảo mình làm cái khóa thôi, bấm cái khóa nhất không? Quan trọng là cái khóa. Vâng. Đây. Đó. Anh nghĩ thì hôm nọ máy ở thì mình đọc một cái sơn này làm mặt bàn đấy. Làm cái con này thì cái này xa quá. Thì làm chỗ này được. Chỗ chuối thì không cần phải san nữa rồi, bằng rồi đúng không? Bằng. Trước vấn đề là bỏ làm một cái ao nhưng mà đây là kiếm nhé. Trước là ao nhà anh à? Vâng. Anh nghĩ làm đến đây vào trong kia thì chắc là trước cái ở trong này là một cái nền nhà ngày xưa. Ồ. Vâng. Trước nhà anh ở đây không? Vâng, đúng rồi, ông của để bố thì ở đây, ông cụ nhà mình là ở đây. Ngã nhá. Xin chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người, tiếp tục quay trở lại với Tam Giác Mạch. Và hiện tại thì anh em mình đang có mặt ở khu vực phía trên nhà của anh Xanh. Thì trong cái video ngày hôm nay, Tam Giác Mạch ghi hình thứ nhất là đến thực tế cái vị trí mà anh em mình sẽ cùng nhau cùng với bà con để xây những cái hạng mục cuối cùng nhất trên lóc kỉnh, đấy là sẽ làm cái bể nước tập trung. Khu vực này hiện tại là khu vực cao nhất ở phía bên trên nhà anh Say, nơi có thể san sẻ tất cả các cái mạch nước khi mà chia đều cho 25 hộ ở khu vực phía dưới và cả bên anh Chính nữa. Thì có hai phương án ở khu vực bên nương ngô bên này và khu vực ở cái chỗ bên này. Trước kia là một cái nền nhà cũ hồng cụ của nhà anh Say và sau đó là đào làm một cái ao. Và cũng xin được chia sẻ là hiện tại thì theo cái chỉ thị 16 thì giãn cách xã hội ở tất cả mọi nơi, nên là cái tần suất anh em mình chia sẻ về lóc kỉnh cũng sẽ bị hạn chế, bởi vì là cũng hạn chế tập trung nơi đông người. Tuy nhiên thì thuận lợi hơn chỗ quý của anh chị ở các bạn một chút là ở trên này thì bà con hầu như là không ai đi làm xa và không ai từ vùng dịch về, thế nên là chỉ cần hạn chế tiếp xúc với ngoài kia thôi thì mọi thứ vẫn được diễn ra và công việc anh em mình vẫn trôi chảy bình thường. Và trong video ngày hôm nay thì Tam Giác Mạch rất mong muốn nhận được cái sự tư vấn của các kỹ sư, các kiến trúc sư, các bác anh các chị đã có kinh nghiệm trong vấn đề xây nước cộng xây bể nước cộng đồng và xây một cái bể nước, bể chứa nước tập trung đủ lớn để phục vụ cho 25 nóc nhà sử dụng và sinh hoạt. Đấy. Cái này nước to là nó sẽ như thế này đúng không? Cái này từ ngày xưa đến giờ. Từ ngày xưa nó làm cái rãnh như kiểu là chia đất à? Không ạ, à, cái này chứ không chưa có ống ấy. Cá củ với dòng khe này, nước vào khe này uống thôi. Trước là uống cái nước ở cái khe này? Vâng, vâng. Chứ không chạm bẩn lắm à. Nhưng mà ngày xưa không có ống thì bởi vì là dài chặt cây tre em ấy. Để làm máng. Để làm máng nhưng mà sao á. À, quả hai cây đấy này thì sao. Từ trên đỉnh xuống uống. Vâng. Đây là cái khu vực. Nếu mà mình 25 hộ thì mình cũng phải làm rộng. Vâng, nhưng mà cái này không đủ. Cái này mà bạn hết rồi. Thế này không cần phải đào nữa rồi. Đúng rồi, chỉ phá cái cây thôi. Đấy. Là góc cây này, cây chuối là của nhà anh thì chắc là mấy cái làm mà bà thì mình phá hết chứ. À, mình rời đi trồng chỗ khác được. Vâng. Hoặc là chặt luôn cho bò cũng được. Vâng. Đấy. Tại vì là như cái này trước là làm cái nền nhà ở một cái nền nhà có. Ừ. Chỗ này thì hiện tại nó là cái đã là nền nhà trước thì nó rất là bằng rồi. Bởi vì đây là lần đầu tiên Tam Giác Mạch bắt tay vào thực hiện một cái chương trình công cộng như thế. Thế nên là không hề có một chút kinh nghiệm nào cả và phải lên video như thế này. Chắc chắn rồi Tam Giác Mạch cũng sẽ hỏi trên hỏi dưới, hỏi những người đã từng làm. Và đặc biệt là thông qua video này thì nếu như tương tự như các cây căn nhà khác thì các kỹ sư cũng đều gọi điện và hỗ trợ Tam Giác Mạch một cách tốt nhất để làm sao có được những cái công trình phúc lợi nó tuyệt vời nhất. Thì trong video này Tam Giác Mạch một lần nữa cũng mong muốn là như vậy, hy vọng nhận được về cách làm. Trước mắt thì anh em mình vẫn hình dung ra được là để xây bể nước tập trung thì chắc chắn sẽ phải dùng đan sắt để đổ cái nền bê tông để chống lún và chống nước thấm vào nền, để tránh cái sự tiêu nước một cách không đáng có. Thế là anh em mình cũng đã tính rồi. Còn về cái diện tích
Về cái thể tích của cái bể thì tao giác mạch cũng chưa biết cân đối làm sao để phù hợp, bởi vì cái nguồn nước ở trên đỉnh này xuống như mùa này thì là có nhiều rồi, bắt đầu có nhiều thì sẽ thoải mái hơn, còn vào mùa khô mùa đông thì sẽ ít, nên là cái lượng nước bể chứa cần phải đủ để phục vụ sinh hoạt cho bà con trong cả bốn mùa ở trên khu vực phía Bắc này. Đấy, nên là tao giác mạch rất hy vọng là sẽ có những cuộc điện thoại hoặc là trao đổi qua mail hoặc là Zalo để hỗ trợ tao giác mạch có được cái bản thiết kế làm sao để có cả 25 nguồn nước cho 25 hộ gia đình sử dụng đều bằng nhau, đều như nhau và không ai nhiều hơn ai. Đó, còn về cái khu vực trên đỉnh trên kia thì chắc chắn anh em mình sẽ xây một cái bể chứa nhỏ thôi để làm sao áp suất có thể đẩy nước xuống dưới này một cách nhanh và mạnh nhất. Thứ hai nữa là trên kia sẽ không phải đi xem nhiều, đường ống thì cách đây 2 km rồi. Đó, đấy là những cái điều mà tao giác mạch sẽ chia sẻ trong cái video ngày hôm nay. Còn thực tế thì nếu như mà có mặt bằng như thế này rồi thì anh nghĩ là anh hy sinh một ít chuối để mình làm ở đây luôn, không bà con đỡ vất vả phải đào nữa. Đấy, thì mình anh thì đất của anh thì phá có cây phá này hết cây okay, chuối mà chuối thì mình rời đi được rồi, ví dụ mình đào thêm thì mình trồng ở những cái chỗ mà đất đào mình đào không ấy. Nhưng mà mình trồng cho không trồng chặt luôn cho bò, cho bò cũng được, bởi vì mình đấy cũng trồng cho lợn cho bò chứ làm gì đâu đúng không. Vâng. Đấy, và trong nữa thì tao giác mạch cũng sẽ tiếp tục quay trở lại xuống khu vực phía dưới để xem anh lúa tiếp tục là khoan cái khu vực để vào cái sân trung tâm, mỗi khi mà có hội nghị hay có một cái vấn đề mang tính cộng đồng ấy, thì bà con sẽ sử dụng cái khu vực mà anh em hay gọi là khu vực sân chơi giải trí cho các cháu ở đấy. Thì mong muốn của bà con còn rất là nhiều, tuy nhiên thì để làm được tất cả những cái điều đấy thì cần phải có sự đồng hành của quý mạnh thường quân trong và ngoài nước hỗ trợ thì mới có thể làm sao gây dựng được những cái điều to lớn đấy. Thống nhất là như vậy, bởi vì hiện tại trời rất là oi nóng, không phải nắng mọi người nhé. Thế nên là dự kiến là tối nay sẽ có một trận mưa rất là to. Và hai nữa là Covid thì rất khó để tổ chức những cái nhóm người rất là nhạy cảm. Thế nên là anh em mình sẽ tận dụng làm sao trời nắng, đường khô hanh thì sẽ cho vật liệu lên. Và chắc chắn là đến ngày ra quân xử lý ở đây thì anh em mình sẽ lại tiếp tục ghi hình. Và mình cứ chọn là chỗ này luôn đi. Đã. Còn về thể tích làm sao, diện tích như nào, xây cao bao nhiêu thì cũng hy vọng nhận được cái sự tư vấn thôi, bởi vì là anh em mình thì hầu như không có kinh nghiệm. Còn nếu mà xây theo cách anh em mình làm như bình thường bể nước ấy thì nó cũng ok thôi, nhưng mà nó sẽ có những cái bất cập, bởi vì là 25 hộ chung một cái bể thì nó sẽ khác hơn là so với một hộ dùng chung một cái bể đấy. Thì như vậy đi nhỉ, bây giờ anh em mình sẽ xuống khu vực phía dưới để tiếp tục chia sẻ về cái tiến độ cũng như là chỗ khu vực tảng đá ma và xem là anh lúa đang triển khai như thế nào cái khu vực vào khu vui chơi nhá. Đấy, quyết định như thế nhá. Cái đường này bà con đi khiếp quá nhỉ. Trên này là có mấy hộ nhỉ? Chỗ nhà em mỉ 4 này. Chú chơ là ở trên đấy rồi. À chú sò. Đấy, đây là 7 hộ à? 7 hộ à? Đây 7 hộ, cái mặt đường của 7 hộ dân ở trên đấy di chuyển này. Như hôm bây giờ là chiều rồi thì khô đường rồi, còn dễ hơn. Còn bình thường như buổi sáng nay thì không thể nào đi được, rất là trơn. Đường này bởi vì là đi lên trên này dốc quá, bởi vì là chở một người ngồi sau ấy. Xe phải xe có xích máy, xe mới thì đi được. Xe cũ thì vẫn không chở được một người đấy. Mới cả phải có xích nữa nhỉ. Vâng. Trên này họ sống từ trước đến giờ rồi đúng không? Vâng. Là như thế rồi, mấy đời rồi. Thế này là chắc là ba đời đúng không? Ba đời là họ đều di chuyển như thế này. Đấy, hiện tại mùa này nước nhiều lắm. Rút nước ra xem nào, thanh niên. Đấy, xem nước nhiều không? Đấy, quá nhiều luôn nhỉ. 2-3 chẩm mưa này vẫn có nhiều. Nước rất mát và nước rất sạch. Đấy, ui. Rất là to luôn. Nhưng mà cái ống này mình phải chu thì giữa đất lên thì nên mát nhá. Giữ mát đúng rồi. Còn nếu mình để treo leo ở nương ngô thì nó vẫn nóng thôi. Đúng rồi. Đấy, nước mùa này thì cả trên lóc kỉnh và dưới lóc kỉnh đều thoải mái nước đúng không? Đủ rồi. Đủ mùa này đủ rồi. Tuy nhiên thì cái khu vực sinh hoạt nước em thấy hầu như cả cái nhóm lóc kỉnh này là chưa ai có. Chưa có. Bởi vì là mùa nào chưa có hay là nhà vệ sinh chưa có. Chưa có nhà vệ sinh không có. Nhà tắm thì
anh em mình mà nói con trai mình như này cũng được, như này cũng không, mà mình có thể mình quây bạt vào thì mới thấm được thôi. Cái điều kiện sinh hoạt thực tế là trong video trước là cũng chia sẻ rất nhiều rồi đấy, bà con sinh hoạt thì rất là thô sơ như vậy, rất là phải nói rất là cơ bản như vậy thôi, chưa có một cái gọi là khép kín hay là hiện đại gì cả, nên là mong muốn nhiều hơn là kết nối được cho mỗi gia đình khoảng một cái công trình khép kín thì quá đẹp, bởi vì là những cái đấy là những cái cần thiết nhất. Cứ bất cứ ai đến nhà là người ta cũng sẽ hỏi là nhà vệ sinh ở đâu để đi vệ sinh, và chỗ rửa mặt rửa chân tay các thứ là người ta sẽ yêu cầu đầu tiên rồi. Ui dồi, có nhiều muỗi thế. Chút muỗi nó hút em đói người luôn, sợ thật. Như vậy đi nhỉ? Vâng. Để anh em xuống dưới kia đây. Anh cho anh bây giờ anh đi lấy cỏ đúng không? Vâng. Đó đây nhé. Nứt nứt không anh Lũ ơi? Có nứt không? Một lỗ thì nó lại không có. Thế là khoan nó chưa sâu, nó cũng chưa có lực để đẩy ra đâu. Chắc mấy cái lỗ ở trên này chắc ra hết rồi á. Mấy cái lỗ ở hòn đá trắng ở trên này, mấy cái lỗ ở trên hòn đá trắng ở trên này chắc là ra hết rồi. Và xin và sau những ngày tháng cố gắng của bà con cũng như là cán bộ sở tại như là anh Lúa cũng như là anh Say nữa đấy, cố gắng làm đường là hiện tại đã thông xe rồi. Đất nhà anh Lúa bây giờ bên kia là bỏ hoang à? Bỏ hoang. Sáng năm mới làm. Sáng nay tỉnh đi lá xong là... Lại dịch là không đi à? Dịch đó, lại anh chỉ bảo là làm đường thì... Lại bận là không lại, đi được. Lại hủy đi rồi. À. Không là bây giờ anh Lúa là Bắc Giang rồi đấy. Bình Dương đấy. Bình Dương. Vâng. Anh đi theo vợ mà. À. Thế là cho vợ đi trước à? Vâng. Cái này là đủ khoan hơn 20 lỗ rồi. Đúng không? Cái này hơi ít đấy nhỉ? Hơi mê. Hơi bé. Đó. Chưa biết quay không? Bơm. Bơm dầu. À đúng rồi, mỗi lần đấy phải bơm dầu. Chơi đi, để xe rùa về đi, chưa? Để được không? Để xe rùa kia về. Vâng. Nó phải bê ăn dầu rồi thôi. Dầu còn nhiều không anh? Không anh Lúa? Dầu còn nhiều không? Dầu. Dầu còn nhiều không? Dầu vào máy ấy. Không chết là vẫn còn á. Dầu là nhất. Dầu ấy, dầu để vào trong này ấy. Dầu à. Đây có mà. Đây khó à? Có. Không biết là vào giờ này anh Say có ở nhà không đây? Hay là đi xuống dưới lều làm ruộng rồi đây? Chắc ở nhà. Chắc ở dưới ruộng ấy, bởi vì là nước nhiều. Nước nhiều tranh thủ làm ruộng không? Ruộng sẽ hay động đúng không? Hay tràn. Tôi gọi là thường xuyên thăm nước ruộng. Chỗ này chỉ có mỗi nhà anh Say là có lều ở bên dưới chỗ đá lùng kia là được nước thôi. Vâng. Còn lại là vẫn là trồng ngô, quốc cư. Ui. Chào buổi chiều bằng một ngụm. Cho anh để chơi xuống đến à. Chơi xuyên đáy à. Ui về anh ơi. Ui về nhiều quá. Đấy,
Để cho cao su bùa một lần nữa. Mình dùng cái máy này là tốn rất nhiều cao su luôn ấy. Đấy, có khi còn tốn 2-3 cái thăm xe còn chưa đến. Đấy. Bây giờ là thông chuẩn bị nốt chỗ này là đây là, bây giờ là thông xe rồi. Còn mỗi chỗ khu vui chơi giải trí là mình cho nó mấy hòn đá ra thôi, là tàu đó. Cái đá mình xếp ở gần đường này là để kè à? Kè dưới dưới này thôi. À, cái bên dưới. Cái bên dưới khu vui chơi hay là đường đi hả anh? Đây, bên dưới đường này. À, bên dưới. Kéo ra về đấy. Kéo ra về. Mà trong thời điểm của Trọng đi làm ấy thì cũng xin chân thành cảm ơn anh Lúa cũng như là cả anh Say rất là nhiều, những cán bộ sở tại mà đã góp công giúp mở thông con đường cũng như là cũng hiến đất nữa. Hiện tại là anh Lúa là hiến đất làm khu vui chơi lễ hội tiệc tùng Cố Bàn, thì cũng xin chân thành cảm ơn anh Lúa rất là nhiều. Và anh Say thì hiến đất để xây bể nước tập thể cho cả thôn Lau Kỉnh, và xin chân thành cảm ơn anh Say rất là nhiều. Ngày hôm nay là chỉ có anh Lúa với lại cả em chưa tự khoan thôi. Là chưa là vun lạc là đang vừa luôn đúng không? Vâng. Đấy. Cái này vẫn còn dầu chắc thôi. Anh nhỉ? Anh Lúa nhỉ? vẫn còn dầu trong thân máy thì thôi. Dầu đây này. Dầu. Sau cậu có lúc đó gì? Chỉ tờ lúc. Chỉ tờ lúc. Cái này. Khoảng cách tải thì nữa mà. Còn hình ngắn. Còn tải bên kia. Không thể kéo dây dưới này, dây dưới kia dài mà. Bây giờ cứ khoan cái ở đây thế không? À. Đấy. Chuẩn bị nổ máy bắt đầu thôi, bắt đầu một buổi chiều làm việc mới. Lúc khoan thì cần ít người thôi, không lúc nào mà đá nó lúc nào đá nứt thì cần mới cần đông người thôi. Xem lại hết ốc ếch nhá anh Lúa nhá, kiểm tra nhá. Kiểu để lâu nó cái phải đổ, mình đổ trượt một hai lần cho xăng lên á. Con gái đã cơ lê lên rồi. Lấy cơ lê về chơi. Ấy mà. Anh đúng. Vợ cái này để cái xăng nó xuống dầu, à? Dầu nó ra. À dầu ra.
Thời xưa là xe công nông là chạy bằng, toàn chạy bằng cái loại này thôi đúng không? Xe công nông ấy. Chạy bằng cái này thôi. Thời trước em còn bé thấy là thấy xe công nông thôi. Ừ. Ở đây có xe công nông. Xe công nông thì chạy đường bằng đường dốc này không leo được. À, đường bằng thôi. Trời đấy, mỗi lần thấy xe công nông là thấy một hàng đống khói theo sau. Chắc là mình để lâu quá. Để lâu quá. Hôm nay là chợ cho họp chưa anh Lúa? Chưa. Cho họp lại à? Mấy tuần nữa. Vẫn tiếp tục lạc cấm thôi. Cái dây kia luôn à. Lật. Sợ nó. Thế nhá. Mình làm nhiều quá, dây cô loa nó còn giãn hết rồi. Nhưng mà tính ra mà nếu mà làm đường đi bên trên ngài trò thì qua Lao Kỉnh nó có gần hơn đấy anh Lúa nhỉ? Dạ, vâng. Mưa rất cục xe đó. Đường dốc quá. Tôi nói là tắt nhé. Nó về ít đấy anh Lúa ạ. Nó về ít đấy. Có chữ nữa.
sang lấy thêm nước. Nó không vào nữa à? Thank you.
Xong rồi anh? Dạ. Xong rồi. Tí ơi. Tí. Tí ơi. Tí. Cái mối thế. Ô gần 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 thông ở đây tương thỏa chút à. Lấy bột nở với cho bố. Sao máy vẫn còn xì thế nhỉ? Sao máy thôi. Hôm nay là được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lỗ à? 11 lỗ. Thế nào đây? Không thấy không? Mai rồi tha hồ bậy ra. Trên kia có một tảng đá chìm nữa. Bên kia ra dễ hơn thôi. Có thuốc không đủ. Thiếu thuốc mà. Để lấy cỏ bò à, em. Đi sao? Dưới đây ạ. Dưới này thôi. Đây mới tối về đấy. Mong ai chơi đó. Bên này sẽ nhanh hơn à? Con chó nhà anh Lúa nhìn giống như con linh cẩu ấy nhỉ. Linh cẩu. Linh cẩu. Con này lúc mình bắt đầu làm đường mua về mà. Mới mua thôi anh. Mới mua lúc mình làm đường ở bên dưới đầu đường ấy. Cái này là người trong xóm bán lại. Vâng, nhà bên dưới này. Bây giờ chắc hết rồi nhỉ? Hết rồi. Chắc đợi được sau này. Sau em mua một con. Anh mua là bao nhiêu tiền đấy? 200, chứ mua không thể mà. Nó phải mua một con 200.000 à? Chứ mua mày mê lắm á. Mê con mẹ nó chết được nó chứ. Con mẹ được 2-3 tuần ấy. Vừa mới biết biết tờ am mẹ nó chết rồi. Nghĩa là con mẹ chết rồi bây giờ là không có rồi đâu. Vâng. Thế con cái con cún này cũng hơn tháng thôi ấy. Lớn nhanh ấy. Không biết chó nhà anh ạ. Gọi là nò những cái gì nhưng mà bên nhà em phải có thịt mới ăn cơ. Đây chắc thì đây, mềm mén thôi. Là mềm mén thôi. Mềm mén với rau bí vẫn to, vẫn khỏe. Anh cửa cha nước canh rau bí này. Người ăn nào thì chó như thế thôi.
bây giờ mình lại đi mua chó của người dân tộc khác về, nó lại ăn ăn gạo thì mình không nuôi nó đâu, nó lại không ăn đâu. Chó về mèo thì mình mua ăn gạo thì về có nuôi. Chó thương nở đâu. Không ai phiếu nhỉ, đúng không? Chẳng. Đây cũng khoan nông thôi. Nông 80 phân. 80 phân. Cái này là mình chỉ gọi là cho nó nở lớp bên mặt bên trên thôi, bên dưới nó chìm thì thôi. Đấy. Chìm thôi. Thì khả năng phải rát đất vào. Rát đất vào thì nó sẽ có hiệu quả cao hơn à? Nửa xô 5 lỗ. Cái này là mình không cần phải đổ nó quá, phải tràn ra đâu mà anh nhỉ. Đổ à, sắp đầy thôi. Thường vừa bên một, này giá thường, đất là vừa đấy. Thường 1-2 phân là giá đất vào. Cái này mà bây giờ mà mình không khuấy một lúc sau nữa thì nó phản ứng ấy. Nó tỏa khói ra bọt xong là nóng nữa. Cái xô là nó bị nóng quá là nó bị méo rồi đấy. Xô này hôm trước đấy hỏng hai cái rồi. Hỏng hai cái xô. Nó méo hết. Như kiểu nó nóng quá. Vâng. Về kêu là bắt đầu là chiều đấy, cuối ngày rồi. Cuối ngày rồi, hết một ngày rồi. Bây giờ về nhà tắm rửa chuẩn bị ăn mình mẹ, ăn lò mỏ thôi, ăn cơm xong pư thôi. Ừ. Chứ này em thấy bà con tối thì không ít ra chơi nhỉ? Ít ra chơi quá. Kiểu như là chia thành nhiều nhóm tổ ấy thì không có chỗ nào để tập trung chơi. Thế là mai anh đối phải mở quán là cho bà con kéo wifi nữa, tối ra bà con xem phim thôi. Giống như ở bên Lũng Mà thì tối thì bà con người ta ở tập trung một khu thôi. Anh thấy em đi quay này nó tập trung vào một chỗ là, mà. Một chỗ gọi là trên đỉnh núi đấy. Ừ. Lũng Mà. Tập trung ở trên đỉnh núi là tối là bà con cứ ra cái chỗ mà em bay máy bay kia thôi mà. Ừ. Chỗ mà người đứng đông đông ấy. Tối nào cũng ra. Tối lúc nào cũng ra nhỉ? Đàn ông thì nói chuyện sau một ngày làm việc, còn phụ nữ thì diệt phải lanh. Vừa làm vừa nói chuyện thôi. Chiều tối khuê đi về nhà pư. Ở đó kinh là ít hoạt động hơn, tại vì là chia thành nhiều nhóm. Nhiều nhóm lắm. Nhóm giữa bản, cuối bản và đầu tít trên đỉnh đồi. Còn mấy lỗ nữa anh? Đây, 1, 2, 3, 4, 5. 5 lỗ. Hiện tại ta nhìn thấy là còn 5 lỗ nữa. Cái thuốc nở này là nó kiểu như là nhiệt độ nó quá cao thì nó bị phụt phụt ra hả anh? Vâng, nhiệt độ quá cao nó phụt ra.
cho thêm đề một tí á. Đổ lâu như thế bây giờ bom hơi chắc có nước nhiều đấy. Bom hơi á? Ừ. Cái bom hơi của nó ấy. À cái bom ra hơi cái gì? Cái bom đỏ đỏ kia chắc chắn có nước. À. Vì là nó trong quá trình tạo khí như thế thì thì nó sẽ có nước ở bên trong thôi. Bình thường mình cái đầu này anh vẫn thấy nó phụt nước đúng không? Phụt hơi nước này. Có nước ấy, phụt đấy, nước. Đấy. Thế là cái bom đấy thường thường là người ta sẽ bảo trì là người ta sẽ tháo nước để nó đó, ra. Đâu, cái đỏ đỏ à. Bây giờ là xong hết rồi, không dùng nữa, bây giờ chỉ có dọn dẹp máy thôi nhỉ. Ừ. Mai lấy dầu về tra một lần nữa cho sạch sẽ. Đây này. Để đi. Bom này chắc chắn có nước. À. Bom này chắc chắn sẽ có. Chúng này chắc chắn sẽ có hơi rồi, có hơi kiểu gì nước cũng có đấy, mà. Có, không có là không phải có. Đổ nước ra. Ừ, xong rồi. Còn mấy cái lỗ này chưa vào đấy anh đúng không? Đây này. Đó chưa? À, đây. Không có rồi. À, đây cái này ra hết rồi. Tao mà. Cái bột nở vẫn cất đi anh nhá. Vâng. Cất đi. Em... Có số có thằng đá bên kia kìa. Anh đúng không? Đấy. Cái cục đá bên kia kìa. Nhưng mà cái dây ngắn như là dài thì khoan. Dây dài có mà kia. Khói dây dài mà. Chắc là đoạn này vẫn đủ á. Trên này vẫn còn thừa này. Vẫn còn cuộn không cao, không keo trên này này. Vẫn là đủ á. Mai xem chỗ nào nó có thì khoan nốt đi. Rồi cuối ngày rồi. Một chế thôi. Về nhà thôi. Và bây giờ thì cũng đã là buổi chiều muộn rồi. Chắc là Trọng và xin tạm dừng video đây thôi. Và xin chào cô bác, anh chị, tất cả mọi người. Hẹn lại tất cả mọi người trong những video mới nhất trên channel Tam Giác Mạch. Xin chào và hẹn gặp lại.